Namaste. Chào mừng mọi người đến với TA Podcast ngày hôm nay cùng với Minh Như. Và chúng ta sẽ cùng đến với một series vô cùng đặc biệt, cùng hướng về tinh thần của Divine Fest 2023, trở thành người kiến tạo. Và hôm nay chúng ta cũng đến với một chủ đề mà có thể rất nhiều người quan tâm, đó là sự chữa lành. Tuy nhiên hành trình này không phải là dễ dàng hay đơn giản đối với nhiều người, nhưng chúng ta luôn có những sự hỗ trợ xung quanh mình. Và những sự hỗ trợ đó có thể đến vô cùng tự nhiên và bằng những cái công cụ rất đơn giản. Và với công cụ mà Như sẽ giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay được sáng tạo bởi một chàng trai đến từ Đà Lạt. Và chàng trai ấy đã giúp cho mọi người có thể chữa lành, có thể kết nối đứa trẻ bên trong một cách đơn giản hơn, thú vị hơn thông qua một trò chơi được gọi là chuyến tàu về nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp người chàng trai ấy. Bạn ấy tên là Ben. Đầu tiên rất vui khi mà Ben nhận lời mời để có thể chia sẻ cái câu chuyện kiến tạo nên một cái bộ công cụ chữa lành thú vị như vậy. Thì Ben có thể chia sẻ với mọi người về nhân duyên để Ben sáng tạo nên cái công cụ đó hay không? Cảm ơn Như về câu hỏi này. Nói về nhân duyên để sáng tạo ra bộ hành trình này ấy, thì là cách đây 5 năm khi mà Ben rời Sài Gòn đi Đà Lạt. Thời điểm đó Ben rơi một trạng thái là kiệt sức toàn cơ thể của mình, trở nên kiệt sức, công việc của mình, sức khỏe của mình nó bị bế tắc. Thì lúc đó Ben mới quyết định là đăng ký một cái hành trình gọi là hành trình đạp xe xuyên Việt và đạp từ Sài Gòn đến Hà Nội. Thì đó 2016 Ben bắt đầu hành trình đó, và hành trình này kết thúc xong Ben mới nhận ra rằng là cái sức khỏe tinh thần của mình nó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và đó là một cái hạt giống đầu tiên khi mà Ben khởi sinh đây là mong muốn làm một cái gì đó liên quan tới tinh thần. Thì 2016 Ben kết thúc hành trình đạp xe đó ở Sài Gòn và tiếp tục quay lại với công việc của mình sau 2 năm đó. Thì 2017-2018 Ben vẫn ở Sài Gòn để làm việc, tiếp tục công việc của mình. Thì kết thúc năm 2018, Ben lại tiếp tục rơi vòng lặp của mình là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản với công việc của mình. Không biết mình thức dậy làm gì, không biết mình giỏi cái gì, không biết mình yếu cái gì. Rồi Ben lại quyết định một lần nữa đạp xe xuyên Việt. Yes, cũng một hành trình như vậy 45 ngày. Và qua mỗi hành trình như thế thì Ben nhận ra là mình cảm thấy mình học được rất nhiều sau những chuyến đi đó. Mình đến mỗi tỉnh thành, mình gặp những con người này, các người Việt Nam, gặp những cảnh đẹp này thì mình cảm thấy là rất được truyền cảm hứng. Và cái hành trình đó nó cũng là hành trình mà Ben cho phép mình quay về với chính mình, được trở là mình, được trở thành là mình, được là một phiên bản của mình, chấp nhận mình hơn, thương mình nhiều hơn. Thì Ben mới gói gọn hành trình đó lại và bắt đầu rời Đà Lạt, rời Sài Gòn lên Đà Lạt để mà lập nghiệp 5 năm trước. Và 5 năm này với Ben là một cái trải nghiệm cực kỳ quý giá, bởi vì Ben thương mình hơn rất là nhiều. Thì các bước để Ben làm ở trong đó, cái hành trình đó Ben đi ra sao, Ben đã gói lại thành một cái bộ trò chơi. Thì tên gọi nó là chuyến tàu về nhà, cũng như hành trình của Ben đang đi nè. Thì để cho mọi người lên trên tàu cùng với Ben và cùng Ben đi qua từng địa điểm, cùng Ben trải nghiệm góc nhìn mới, cùng Ben kết nối được với chính người ở bên trong của họ. Và hành trình đó sẽ giúp cho mọi người cảm thấy được kết nối, được là mình và được trở về nhà. Thì đó là cái Ben đang làm. Ok, tuyệt vời. Thì Như cũng đã từng được trải nghiệm trò chơi của Ben và Như cảm thấy rất là thú vị khi mà Ben không chỉ là chia sẻ cho mọi người những cái hình dung thông qua hình ảnh để có thể hiểu rõ bản thân hơn, cảm nhận của mình thông qua những cái hình ảnh, mà Ben còn có những cái câu hỏi để dẫn dắt cho mọi người có thể đào sâu hơn về cảm nhận của mình nữa. Chính xác. Thì đó là những cái mà câu hỏi mà Ben đã dành cho mình khi mà mình hành trình khám phá hả? Chính xác, đúng rồi. Như là với Ben thì trước đó Ben là một người hỏi rất nhiều. Thì việc mình cho phép mình hỏi mình nhiều á, thì mình hiểu được mình nhiều hơn. Và mình hiểu được mình nhiều hơn rồi thì mình sẽ thương được mình nhiều hơn. Trước đó thì đó, những câu hỏi như đã trải nghiệm rồi thì giúp cho mỗi người có một cái gợi ý để tự đào sâu thêm để hiểu mình nhiều hơn. Và từ hiểu này mới là cái gốc để mình thương chính mình.
Như cảm thấy có một cái điều thú vị nữa là giống như thẻ bài thì mình cũng thấy rất là nhiều thẻ bài trên thị trường, dạng như tarot hay là những cái thẻ thông điệp, nhưng mà đó là những cái thông điệp rất là chi tiết. Và hoặc là tarot người ta cũng sẽ học để mà mình có thể đọc được cái ý nghĩa của những cái thẻ bài đấy. Nhưng mà đặc biệt là cái hình ảnh trên cái bộ thẻ bài trò chơi của Pen á, là những cái hình ảnh nó đời thực và dạng mình nhìn cảm thấy rất là gần gũi. Và nó là một cái hình ảnh thôi để cho mọi người tự cảm nhận thông qua những cái mà mình quan sát được trong cái hình ảnh đấy. Thì vậy không biết là Pen nghiên cứu như thế nào về những cái gọi là những cái kỹ thuật về hình ảnh hay là như thế nào mà mình có thể tích hợp nó thành vừa câu hỏi vừa hình ảnh. Ok. Nhắc tới cái phương pháp này á, thì năm 2018 Pen được học qua một cái chương trình, một cái sự kiện 2 ngày La Lạt này của thầy Võ Thái Lâm. Thì thầy dùng phương pháp hình ảnh hóa để mà giúp mỗi người trong hành trình đó, trong cái sự kiện đó được chuyển hóa. Thì Pen mới thấy phương pháp này nó khá là hay và Pen mới góp nhặt từ đó. Thì cái người gieo mầm thực sự nó là người thầy này. Mặc dù thầy chưa gặp Pen, Pen cũng chưa nói chuyện với thầy, nhưng mà đó là một cái ý tưởng. Thì từ đó thì Pen mới dùng cái phương pháp hình ảnh này và mang nó về cải tiến nó lên. Thì thay vì cái hình ảnh không và các hoạt động không, thì mình sẽ tạo thành các thử thách, các câu hỏi, các trạng, các nhiệm vụ cụ thể đây. Đó, để người chơi có thể là cho phép đi vào hành trình bên trong mình. Thì phương pháp hình ảnh như nói có rất nhiều tarot, những cái đơn vị rất nhiều người đang làm về chữa lành, dùng hình ảnh để mà một cái công cụ để mà phản chiếu bên trong của người chơi. Chính xác, thì Pen áp dụng nó. Bản chất kiến thức theo Pen nhận, góc nhìn của Pen á, là những cái mình được thừa hưởng từ nhiều cái kiến thức từ nhiều người. Nên là đó là cái đầu tiên mà Pen được nhận trước. Thực sự như nó thấy nó đặc biệt bởi vì nó không phải là một cái thông điệp chi tiết, mà là mọi người đều phải tự tìm ra câu trả lời. Nên là đó là điều mình cảm thấy nó đặc biệt. Ok, vậy trong cái quá trình mà mình làm những cái điều mới như vậy á, thì không biết là Pen có gặp khó khăn gì không? Khó khăn chắc chắn sẽ có chứ, đúng không? Thì 3 năm rồi Pen làm, gần 4 năm rồi Pen làm với hành trình này. Thì lúc đầu nó xuất phát điểm của nó chỉ là một tờ giấy thôi. Nó chưa có hình ảnh luôn. Thì qua nhiều phiên bản khác nhau cải tiến, mỗi lần sai rồi sửa lại, thì Pen mới phát triển lên được tới bây giờ. Thì phiên bản hiện tại nó là 3.0, sắp tới sẽ lên 4.0. Thì như hình dung ở trong 1.0 tới 2.0 là đã một cái đoạn 1.1, 1.2, 1.3 rồi, và mới lên được tầm như vậy. Thì qua hành trình như vậy thì Pen học được nhiều hơn ở cái phương pháp làm. Thứ hai là hiểu mình nhiều hơn. Thứ ba là giúp được nhiều người hơn trong mỗi hành trình đó. Cứ mỗi ngày một chút mình sửa mình, nâng cấp lên. Thì cái đó là cái Pen nhận được nhiều giá trị ở trong hành trình đó. Và cái khó khăn mà Pen gặp nhiều nhất, nó là cái sự kiên trì, sự nuôi dưỡng nó. Ý tưởng rất nhiều, nhưng để mà nuôi dưỡng nó suốt hành trình 3 năm trời, nó là một cái Pen tự biết ơn mình trước đã. Vậy Pen có chiêu nào mà giúp cho mọi người có thể duy trì kiên trì không? Duy trì sự kiên trì nha. Để mà chiêu á, thì nó vô chừng á, mà cái Pen nhận ra ở mình là mình bắt đầu tin mình nhiều hơn. Mình không còn đòi hỏi động lực từ bên ngoài nữa. Mình đã bắt đầu tạo cho mình cái ngọn lửa đủ lớn rồi, nó tự cháy bên trong rồi. Thì khi như vậy thì Pen sẽ tự giác mình làm, không còn ai nhắc nhở đâu. Tự giác cứ mỗi ngày mình đi sắp xếp công việc của mình, trải qua khi mình làm việc với dự án của mình, mình cảm thấy được cái việc mình nuôi dưỡng nó mỗi ngày, nó lớn lên từng chút một chút một á, mình rất là vui. Thì cái niềm vui khi làm việc nó cũng là một cái cần có. Và niềm vui này nó xuất phát từ cái động lực bên trong nó đủ lớn thực sự. Niềm tin ở mình, giá trị mình thấy ở đó, và nó mang lại nhiều giá trị cho người khác nữa này. Thì đó là cái giữ Pen, giữ lửa Pen sắp đi qua suốt hành trình 3 năm này. Có những lúc mệt chứ, những lúc mà hoang mang, cảm giác là hồi cái này làm có được không, rồi có ai cần hay không, rồi mình làm sai thì sao. Mà đứng trước những cái sự hoang mang đó thì Pen nghĩ là sau cùng cái người đầu tiên được hưởng cái giá trị từ nó là mình trước đã.
Thứ hai là những người mình cảm thấy yêu quý, người mình gặp thì mình cảm thấy là mình, ôi tại sao mình không làm nó đi. Thì đó là cái doanh nghiệp là cần thiết với mỗi người khi mình chọn kiên trì, chọn nuôi dưỡng nó thay vì bỏ kệ nó đi. Vậy cái điều mà giúp cho mình duy trì lửa để có thể nuôi dưỡng nó là bởi vì mình cảm thấy cái thôi thúc từ bên trong. Chính xác. Bắt đầu nó là bằng tình yêu đúng không? Đúng rồi, chính xác. Và khi mà mình làm cái hành trình, mình làm cái việc đấy, mình cảm thấy mình được lợi ích trước. Nên là mình tiếp tục nuôi dưỡng. Và mình tin rằng nó có lợi ích cho mình thì nó cũng sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Chính xác. Tuyệt vời, cảm ơn Ben rất nhiều. Thì Ben chia sẻ thêm một chút là cái kiến tạo sắp tới của Ben. Cái việc nâng cấp của Ben với cái bộ trò chơi này như thế nào thì mình chia sẻ với mọi người. Ok, mới một chút xíu nè. Phiên bản mới nhất của cái chuyến tàu về nhà này thì nó cô đọng hơn, giá trị hơn và nó có thể chơi được với rất nhiều chế độ. Tức là một mình chơi cũng được, hai người chơi cũng được, nhiều người hơn vẫn được. Và có thể chơi online và offline luôn. Nên sẽ không bị hạn chế bởi địa điểm. Hướng dẫn để hành khách an tâm tận hưởng chuyến tàu về nhà. Bước 1. Đọc sách hướng dẫn. Bước 2. Hiểu luật chơi. Bước 3. Đọc trước và sau chuyến tàu. Bước 4. Chọn nhân vật. Lưu ý, bạn cần thực hiện nhiệm vụ đánh giá mối quan hệ trước mới có thể chọn nhân vật phù hợp. Bước 5. Chọn loại tàu. Tàu ghế đơn, dành cho hành khách thích sự riêng tư, muốn đi một mình. Tàu ghế đôi, dành cho hành khách thích có bạn đồng hành, muốn đi hai người. Tàu tập thể, dành cho hành khách thích đi theo nhóm, muốn đi cùng nhau. Lưu ý, mỗi loại tàu sẽ có bản đồ chạm khác nhau. Tiếp theo, mở bàn cờ. Bước 6. Sắp thẻ chạm theo đúng thứ tự trên bản đồ. Thẻ chạm tập hợp các nhiệm vụ, bao gồm 9 trạm được sắp xếp như một bản đồ. Khởi hành, hành khách thẻ xúc sắc để bắt đầu trò chơi. Chú ý, hành khách chỉ rút một thẻ thông điệp xuyên suốt chuyến tàu. Thẻ thông điệp tập hợp các hình ảnh giúp hành khách hình ảnh hóa vấn đề đang gặp phải hoặc câu hỏi mà hành khách đang trăn trở. Nhật ký, đừng quên ghi lại trải nghiệm tuyệt vời của quý khách vào nhật ký hành trình. Chúc quý khách tận hưởng hành trình trên chuyến tàu về nhà. Tập em mong muốn lan tỏa cái này nhiều hơn đến mỗi gia đình, mỗi người bên dẹp gặp, tới nhà trường, tới ngay cạnh công ty chẳng hạn. Tổ chức có con người đó thì bên vẫn tin con người mới là cái quan trọng. Rất quan trọng và nó là cái mình nên nuôi dưỡng. Thì đó là cái bật mí một chút xíu đó. Ok, tuyệt vời, cảm ơn Ben. Nêu biết rằng là cái thường mọi người, các công ty, các tổ chức, các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều công cụ để có thể hiểu nhân sự của mình. Đồng ý. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái công cụ mà mỗi nhân sự cũng có thể hiểu bản thân mình nữa, và nó đi vào cái tính chân thật hơn, chứ nó không phải chỉ là những cái kiến thức người hướng nội, hướng ngoại hay là thần số học, tính số bao nhiêu ha, thì nó còn rất nhiều thời gian. Thì ở đây mọi người đều có cái khả năng đào sâu để hiểu bản thân trước. Và từ đó mọi người kết nối với nhau tốt hơn thông qua cái bộ trò chơi này. Vậy không biết là cái trò chơi này nó có thể chơi với hàng ngàn người không? Nếu như mà tại Divine Fest có rất là nhiều người cùng đến, cùng trải nghiệm không gian cùng một lúc. Ok, nó có thể. Phiên bản mới đã đáp ứng được rồi. 1.000 người, nhiều hơn hoặc ít hơn, nó vẫn đáp ứng được. Đó là cái giá trị mà Ben mong muốn lan tỏa nhiều hơn, kiến tạo một phần sức của mình cho Divine Fest của mình. Thì mong là cái kiến tạo này, cái góp sức này nó được đón nhận. Đó là cái Ben mong muốn. Tuyệt vời, cảm ơn Ben rất nhiều vì cái sự kiến tạo này. Nó có thể mang đến cho mọi người một cái công cụ, thêm một cái công cụ để chữa lành, để nuôi dưỡng những giá trị tinh thần. Và như tin rằng đó là cách để mọi người hướng đến cái hạnh phúc bền vững. Đồng ý. Cảm ơn Ben và hẹn gặp Ben tại Divine Fest. Cảm ơn Như.
Hẹn gặp lại mọi người tại Divine Fest 2023 nhé. Yeah.